Chuyên gia tiết lộ hai thị trường bất động sản hấp dẫn nhất Việt Nam hiện nay. Tại hai thị trường này, giao dịch bất động sản vô cùng sôi động, nhiều dự án bán hết hàng chỉ trong vài tháng, đợt đấu giá vừa ra đã bán hết hàng với mức tăng gấp đôi, gấp 3 mức ban đầu. Tại buổi họp báo công bố thị trường bất động sản quý 3 năm 2019, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, hiện Thanh Hóa, Nghệ An là hai thị trường hấp dẫn nhất cả nước. Theo ông Đính, trong quý 3 năm 2019, thị trường bất động sản Thanh Hóa sôi động với các dự án đô thị và đấu giá đất với hàng nghìn sản phẩm, tỷ lệ hấp thụ lên đến 90%, đất đấu giá dao động từ 3 đến 10 triệu đồng trên 1 mét vuông, giá đất đô thị ở mức 8 đến 10 triệu đồng trên 1 mét vuông. Hiện nay, tại địa bàn Thanh Hóa, các doanh nghiệp bất động sản lớn đang đầu tư mạnh mẽ như FLC, Vingroup, Sun Group, Flamigo, Eurowindow với sự góp mặt của các ông lớn khiến giao dịch bất động sản tại đây vô cùng sôi động. Theo tìm hiểu được biết, hoạt động săn đất trong khu dân cư và đất ở các đô thị mới đang rộ lên tại thị trường Thanh Hóa, đặc biệt ở các khu vực lân cận thành phố như Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Quảng Cư, Quảng Phú, Quảng Tân. Hoạt động săn đất nền khá nhộn nhịp ở thời điểm này. Đơn cử như khu dân cư Quảng Phú là một trong số ít những dự án đáp ứng đầy đủ thủ tục pháp lý, đang triển khai đồng bộ về hạ tầng. Chủ đầu tư dự án này dự kiến bàn giao đất vào quý 4 năm 2019, mới chỉ ra hàng được vài tháng nhưng 3/4 số sản phẩm tại đây đã được khách hàng đặt mua. Có nhiều nhà đầu tư xuống tiền cùng lúc nhiều nền, chờ thời điểm bán ra, mức giá dao động khoảng từ 9 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đại diện công ty cổ phần bất động sản Saco, Sacoland, đơn vị kinh doanh đất nền tại Thanh Hóa cho hay, đa số các khu đô thị xuất hiện tại khu lân cận thành phố Thanh Hóa còn khá mới nên pháp lý còn thiếu nhiều, những dự án đầy đủ pháp lý khá ít. Do đó, với những dự án pháp lý đầy đủ, hạ tầng cơ bản, sức mua rất tốt. Trong đó, nhà đầu tư ngoại tỉnh chiếm khoảng 30%, đa số người mua là nhà đầu tư trong tỉnh. Còn tại Nghệ An, ông Đính cho biết, hiện nay thị trường bất động sản tại đây đang có sự bứt phá mạnh mẽ khi hàng loạt dự án lớn chuẩn bị khởi công. Đấu giá cũng ghi nhận ở mức cao kỷ lục, nhiều dự án mới ra đời. Ghi nhận thực tế cho thấy, từ năm 2018 trở lại đây, đất nền ở các vùng như Quán Bào, Đông Vĩnh, Hưng Đông, khu vực Vinh Tân đường Lê Mau kéo dài, trục đường 72m Vinh, Cửa Lò, Nghi Đức, Nghi Ân, Nghi Phong và vùng Cửa Lò, Cửa Hội có dấu hiệu nóng lên với mức giá tăng từ 150 đến 200%. Nguyên nhân khiến thị trường bất động sản Nghệ An, đặc biệt là Cửa Lò, thành phố Vinh tăng mạnh là nhờ hệ thống hạ tầng đô thị đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đặc biệt, thành phố Vinh sẽ được mở rộng về phía Bắc theo hướng Đông Bắc về phía thị xã Cửa Lò. Do đó, trục đại lộ Vinh, Cửa Lò đang được quy hoạch sẽ là động lực rất quan trọng, là bước ngoặt lớn để phát triển Vinh, Cửa Lò cũng như cho cả Nghệ An trong thời gian tới. Khu đại lộ này sẽ là nơi tập trung các trung tâm hành chính, các tòa cao ốc, công trình biểu tượng cùng các khu du lịch, giải trí quy mô hàng đầu của toàn tỉnh Nghệ An, tạo ra sự lột xác hoàn toàn cho khu vực Vinh và Cửa Lò. Trục đại lộ Vinh, Cửa Lò cũng rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay quốc tế Vinh về thị xã Cửa Lò chỉ còn 6 đến 8 phút. Khi hoàn thành, đây dự án sẽ được đánh giá tạo ra một lực đẩy khổng lồ, biến Cửa Lò thành khu trung tâm du lịch quy mô hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Ăn theo trục đại lộ này, nhiều dự án quy mô của các ông lớn như Vingroup, TNT Group, FLC Group cũng đang trong quá trình hình thành. Điển hình như quần thể giải trí nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu Cửa Lò, khu giải trí Cửa Hội, sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế. Tập đoàn TG Group cũng sẽ khởi công khu phức hợp giải trí về đêm Cửa Lò Ibiza Complex có quy mô 12 ha với tuyến phố đi bộ ẩm thực, giải trí, check-in về đêm dài gần 300 m. Đặc biệt mới đây, tập đoàn Bảo Khánh Hamico cũng sẽ chính thức công bố dự án Cửa Lò Big Villa có quy mô gần 16 ha. Đây là một trong những khu phức hợp khách sạn, biệt thự, nhà phố cao cấp, quy mô hàng đầu Cửa Lò với 150 căn biệt thự, nhà phố, khu khách sạn 5 sao rộng 3 ha, khu khách sạn 3 sao rộng 1 ha, khu siêu thị rộng 1 ha và khu thể thao rộng 1 ha. Khi hoàn thành, dự án này sẽ nằm trong quần thể du lịch, giải trí lớn hàng đầu khu vực Cửa Lò với các siêu dự án như sân golf 27 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, khu giải trí Cửa Hội, Vinpearl Discoveries, Cửa Lò Big Villa. Dự án này sở hữu vị trí đẹp hiếm có tại thị xã Cửa Lò khi sở hữu 4 mặt tiền đường lớn nằm giữa hai trục đường huyết mạch là đại lộ 72m và Bình Minh nối liền với thành phố Vinh. Từ nay đến cuối năm, khi hàng loạt dự án quy mô được khởi công, giá bất động sản tại nhiều khu vực Cửa Lò, thành phố Vinh sẽ tiếp tục sôi động.
Đánh giá về nguyên nhân khiến Nghệ An và Thanh Hóa bỗng trở thành tâm điểm trên thị trường bất động sản Việt Nam, ông Đình cho biết đây là hai thị trường có tiềm năng du lịch rất lớn, nhưng giá đất ở đây còn rất thấp so với những thành phố ven biển khác như Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang. Chính sự khan hiếm sản phẩm tại các thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đã phát triển, cùng với việc giá bất động sản tại nhiều thành phố du lịch lớn bị đẩy lên quá cao, khiến nhà đầu tư đang có xu hướng tìm đến những thị trường mới, giàu tiềm năng và có biên độ tăng giá tốt. Trả lời câu hỏi liệu hai thị trường này có diễn ra tình trạng sốt đất vào cuối năm, ông Đình cho biết việc tăng giá mạnh là có thật. Tuy nhiên hiện nay theo quan sát các dự án đang tăng với mức độ an toàn. Giá bị đẩy lên là do nhu cầu cao, trong khi lượng sản phẩm cung cấp chưa nhiều. Chính vì vậy rất khó để xảy ra sốt đất trong quý 4 này. Ấn đăng ký và tích vào chuông để nhận thông báo có video mới nhất nhé.